Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi leo núi Tà Cú mở rộng năm 2024. Qua 26 lần tổ chức, sự kiện thể thao đầu năm của địa phương ngày càng được nâng tầm, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên con người, tiềm năng du lịch của huyện Hàm Thuận Nam đến với bạn bè du khách gần xa, giúp thúc đẩy phong trào điền kinh leo núi của tỉnh Bình Thuận. Tham dự và cổ vũ cho các vận động viên có ông Đặng Hồng Sĩ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đông đảo người dân, du khách. Hội thi leo núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam mở rộng năm 2024 là lần thứ 26 giải đấu được tổ chức. Hội thi thu hút sự tham dự của 373 vận động viên đến từ 47 đoàn thuộc 8 tỉnh, thành phố, vùng Đông Nam Bộ và miền Trung Tây Nguyên. Các nhà leo núi tranh tài ở 3 hệ thi đấu dành cho nam và nữ, gồm hệ phong trào, hệ tuyển tỉnh và hệ tuyển mở rộng. Cự ly tranh tài của nam là 6.300m, nữ là 5.300m, gồm các đoạn đường trường và đường rừng núi. Người dân và khách du lịch háo hức đón chào hội thi leo núi từ sáng sớm, tạo ra không khí rộn rã khắp các tuyến phố ở thị trấn Thuận Nam và khu du lịch Tà Cú. Vượt xuyên rừng và chinh phục những dốc núi từ 40 đến 69 độ, sau hơn 2 giờ tranh tài, tất cả các vận động viên đều hoàn thành phần thi của mình tại vạch đích ở chùa Linh Sơn Trường Thọ, nơi có độ cao 649m trên mực nước biển. Thành tích cá nhân về đầu các nhóm thi đấu dao động từ 36 đến 42 phút dành cho hệ tuyển và từ 39 đến 46 phút của hệ phong trào, phần nào cho thấy chất lượng giải đấu được nâng lên so với các năm. Những niềm vui đầu xuân là tiền đề để các nhà leo núi cố gắng tập luyện và thi đấu tốt hơn nữa trong năm Giáp Thìn 2024. Cảm thấy vui với lại phấn khởi với lại một cái mở đầu một năm mới với lại một cái giải chạy của một năm mới tuyệt vời. Cảnh quan với lại cung đường thì rất là đẹp. Nói chung là ban tổ chức và lại tỉnh mình đã tạo ra cho mình những môi trường để mình có thể tham gia và để mọi người biết đến đỉnh núi nhiều hơn và phong trào chạy bộ nhiều hơn. Lần thứ hai em vô địch liên tiếp ấy, là cảm xúc rất là tuyệt vời. Nói chung mình vẫn giữ được phong độ ấy. Em mong muốn trong năm nay là em sẽ cố gắng đạt thành tích cao ở giải báo Tiền Phong, đó là giải quan trọng của em. Cùng với các giải đấu như leo núi Bà Rá của Bình Phước, chinh phục đỉnh núi Chứa Chan của Đồng Nai, hội thi leo núi Tà Cú trở thành sân chơi quan trọng của vận động viên tỉnh Bình Thuận và khu vực Đông Nam Bộ, miền Trung Tây Nguyên, giúp các nhà leo núi kiểm tra thành tích, kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp trong tập luyện và thi đấu. Không chỉ giúp phát triển thể thao thành tích cao, hội thi còn là cơ hội để thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong toàn thể nhân dân, tạo ra cú hích về văn hóa du lịch của địa phương trong những ngày đầu năm mới. Hôm nay là theo đoàn để hỗ trợ tiếp sức cho các vận động viên tham gia cái sân chơi là leo núi và cũng rất tự hào vinh hạnh là Bình Thuận mình đã duy trì được 26 năm để mà tạo ra cái sân chơi bổ ích, tạo ra cái sức mạnh mà tạo cái động lực cho đầu năm mới. Tà Cú rất là đẹp và lại càng thích hơn khi đến du lịch với đúng thời điểm mà Tà Cú mở một giải chạy, cảm thấy rất là sôi động. Cảm giác chill và hạnh phúc khi đi du lịch lại Bình Thuận và ngay tại núi Tà Cú. So với các năm trước thì các đoàn về tham gia đông hơn và khách du lịch đến với huyện Hàm Thuận Nam nhiều hơn tại hội thi lần này. Và qua hội thi lần này thì cũng là một cái điểm nhấn để huyện Hàm Thuận Nam thúc đẩy du lịch của huyện thông qua hội thi để quảng bá hình ảnh chùa núi Tà Cú đến du khách. Huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục có cái tuyên truyền để rồi những năm tiếp theo sẽ có nhiều vận động viên tham gia hội thi leo núi Tà Cú hơn nữa, mở rộng giải đến các tỉnh thành bạn trong cả nước. Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc của hội thi. Với sự chuẩn bị chu đáo và cọ sát tốt ở các giải chạy đầu xuân, đoàn vận động viên xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đã giành giải nhất toàn đoàn hệ phong trào. Đoàn leo núi của thành phố Phan Thiết giành ngôi quán quân toàn đoàn hệ tuyển tỉnh. Tại nội dung thi đấu chuyên nghiệp của hội thi là hệ tuyển mở rộng, đoàn Bình Thuận 2 giành ngôi vị quán quân toàn đoàn, xếp nhì và ba lần lượt là Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là niềm vui đầu xuân của ngành thể thao địa phương. Từ đó, hứa hẹn sự bứt phá của điền kinh Bình Thuận vào những giải đấu sắp tới trong năm 2024.